Quý vị còn nhớ Thi Thiên 118 câu thứ 24 nói điều gì không? Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Một ngày tươi mới do Chúa Cha ban cho. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ngày đầu tuần lễ, ngày mới Chúa ban cho chúng ta, hãy ca hát tôn thờ Chúa. Xin Hội Thánh mở lời Chúa trong thơ Ê-phê-sô đoạn 1, câu 1 cho đến câu thứ 14. Thơ Ê-phê-sô đoạn 1. Phao-lô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ gửi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Để làm sự định trước đó,
trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em, sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Amen.
Có bao nhiêu người trong quý vị đi dự hội đồng vừa qua? Wow, that's good. Tôi sẽ không hỏi ai không đi, bởi vì mọi người tự biết. Nhưng mà tôi sẽ hỏi câu này. Chủ đề của hội đồng năm nay là gì? Đổi mới. Và chúng ta học sách nào? Ephesio. Đúng như vậy, chúng ta học thư Ephesio trong kỳ hội đồng năm nay. Chúng ta đã được nghe giảng ít nhất là 3 bài dựa trên sách Ephesio. Và trong các giờ tĩnh nguyện buổi sáng, chúng ta cũng được nghe các bài học dựa trên thư Ephesio nữa. Vì một số quý vị không đi dự hội đồng và cũng trong chương trình giảng dạy đã định trước cho mùa hè năm nay, nên trong 3 tháng hè này, Hội Thánh chúng ta sẽ cùng nhau học thư Ephesio. Thư Ephesio là một trong những lá thư tuyệt diệu nhất trong Kinh Thánh Tân Ước. Ở trong thư Ephesio đoạn 3 câu 18, sứ đồ Phaolô viết như thế này: Để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Thường một vật mà có bề cao thì không có bề sâu, có bề sâu thì không có bề cao. Khi nói đến sự yêu thương của Chúa, Phaolô nói đến cả bốn chiều: bề dài, bề rộng, bề cao và bề sâu. Và thư Ephesio cũng giống như vậy, vừa dài, vừa rộng, vừa cao lại vừa sâu. Đây là lá thư bao la, thâm thúy, xúc tích và tràn đầy những sự dạy dỗ trên mọi khía cạnh của đời sống. Chúng ta là con cái của Chúa để chúng ta sống ở trên trần gian này. Vì vậy trong 3 tháng sắp tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau đào một cái kho tàng vô giá ở trong lời của Chúa. Ước mong quý vị và tôi, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thấy, trân quý và học và áp dụng cho đời sống của mình. Nếu lời của Chúa được ví sánh như thức ăn, thì trong 3 tháng sắp tới đây, chúng ta sẽ ăn những món ăn thịnh soạn nhất ở trong lời của Chúa. Thì chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Thánh Linh là đấng đã hướng dẫn sứ đồ Phaolô viết ra những lời này. Xin cho những lời này được tươi mới trong chính mình con và trong mỗi ông bà anh chị em chúng con buổi sáng hôm nay. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục soi sáng chúng con để chúng con hiểu được lời của Chúa và để chúng con có thể áp dụng lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hôm nay chúng ta sẽ học 14 câu đầu của thư Ephesio chương 1. Đây là lời mở đầu của lá thư, và Phaolô bắt đầu mô tả cho chúng ta về những ơn phước mà Chúa dành cho chúng ta, quý vị và tôi là con cái của Chúa. Thư Ephesio là một trong 4 lá thư được sứ đồ Phaolô viết khi ông bị cầm tù, nói đúng hơn là khi ông bị giam lỏng ở tại La Mã. 3 lá thư kia là thư Colosse, thư Philip và thư Philemon. 4 lá thư này thường được gọi là những lá thư viết từ ngục tù. Đây là những lá thư viết từ ngục tù, nhưng sứ đồ Phaolô đã viết những lời lẽ thật là mạnh mẽ, đanh thép, đầy quyền năng và đầy vui mừng, như chúng ta đã học trong thư Philip trước đây. Ước mong là mỗi một chúng ta cũng sẽ cảm nhận được những lời dạy dỗ quý báu này và áp dụng cho mình. Quý vị để ý thấy từ nãy giờ tôi nói rất là nhiều lần chữ áp dụng, chúng ta nghe và áp dụng cho mình. Tôi sẽ nói qua về đối tượng của lá thư hay là người nhận thư là ai trước khi đi vào những điểm chính của lời mở đầu lá thư. Độc giả của thư Ephesio được mô tả trong câu 1 như sau. Ephesio đoạn 1 câu 1. Phaolô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho các thánh đồ ở thành Ephesio cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thánh đồ và kẻ trung tín trong Đức Chúa Giêsu Christ, đó là độc giả của lá thư này, và đó là quý vị và tôi nữa. Quý vị có tờ giảng bài, chúng ta ghi xuống những điểm mà lời Chúa dạy tại đây. Độc giả thư Ephesio là con cái của Chúa tại Ephesio, và họ được gọi là thánh đồ và kẻ trung tín. Trong những bản cổ của Kinh Thánh thì những cái chữ ở thành Ephesio không có, mà chỗ đó để trống. Cho nên rất có thể đây là một lá thư luân lưu gửi cho các hội thánh ở vùng Tiểu Á lúc bấy giờ. Và chúng ta cũng có thể đọc: Phaolô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho các thánh đồ ở Orange cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là lá thư gửi cho mỗi một chúng ta. Quý vị có thích đọc thư không? Không thích hả? Đây là lá thư gửi cho mỗi một người chúng ta. Thánh đồ.
Thánh đồ là từ được dùng để gọi tất cả những người tin Chúa. Ngày hôm nay chúng ta gọi là tín đồ, nhưng mà trong lá thư này sứ đồ Phaolô gọi là thánh đồ, trong thời Tân Ước gọi là môn đồ nữa. Chữ thánh ở trong Kinh Thánh mang ý nghĩa biệt riêng ra, dành riêng ra, không dùng cho một việc nào khác. Khi quý vị và tôi tin nhận Chúa, chúng ta được biệt riêng để cho Chúa. Ngày nay có những cái hội, có những cái câu lạc bộ, có những cái club dành riêng cho những người ở trong hội đó mà thôi, những người khác không được vào. Members only. Quý vị và tôi thuộc về cái nhóm người được Chúa biệt riêng ra. Members only, những người thánh được biệt riêng ra cho Chúa. Trong tuần vừa qua, Tòa Thánh Vatican công bố Giáo hoàng John Paul II và Giáo hoàng John 23 được phong thánh. Nhưng thật sự theo lời dạy của Chúa, mỗi chúng ta là người tin Chúa, chúng ta đều là thánh cả. Trong ý nghĩa là chúng ta được biệt riêng khỏi trần gian này. Quý vị và tôi sống ở trên trần gian này nhưng không thuộc về trần gian này. In the world, but not of the world. Như lời Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Quý vị và tôi phải sống trên trần gian này, nhưng ta không thuộc về trần gian này. Thánh là như vậy, thưa quý vị. Phao-lô gửi cho các tín hữu ở Ephesos và ông gọi họ là thánh đồ. Chúng ta đọc lá thư này hôm nay và đây cũng là lá thư gửi cho mỗi chúng ta. Chúng ta là những thánh đồ, là những người được biệt riêng để cho Chúa ở trong hội đặc biệt của Ngài. Vấn đề là chúng ta có sống đúng với danh nghĩa thánh đồ hay là không? Chúng ta có thật sự sống biệt riêng cho Chúa, sống trên trần gian này nhưng không thuộc về trần gian này không? Hay là nhìn vào chúng ta, người khác cũng chẳng thấy có gì khác với những người không tin Chúa? Chúng ta thật buồn vì trong những ngày gần đây đã có những quyết định của luật pháp công nhận những điều tội lỗi trên đất nước này. Nhưng mà thưa quý vị, cái điều đáng buồn hơn là những người sống trong tội lỗi đó, họ có thể chê cười chúng ta, có thể chỉ vào chúng ta và nói rằng mấy anh cũng đâu có khác gì, mấy anh đâu có khá gì. Các anh là những người gọi là người tin Chúa đâu có tốt đẹp gì. Các anh cũng ly dị, gia đình cũng tan vỡ, cũng bỏ nhau như mọi người thôi. Các anh nói trong Chúa gia đình của anh tốt, chẳng có gì tốt đẹp cả. Thưa quý vị, nếu chúng ta là người được biệt riêng ra cho Chúa mà sống không khác gì người chưa tin Chúa thì đó là điều đáng buồn vô cùng. Là thánh đồ mà không sống như thánh đồ là điều tai hại vô cùng. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ mình là thánh đồ và sống đúng với danh nghĩa thánh đồ của Chúa. Ở trên trần gian này, không thuộc với trần gian này, sống một cách đẹp lòng Chúa. Độc giả của Phao-lô cũng được gọi là những kẻ trung tín ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Chữ trung tín có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là có đức tin. Trung tín là có đức tin. Người tin Chúa là người có đức tin nơi Chúa, đức tin thật. Có nghĩa là tin và sống với những điều mình tin. Đức tin không chỉ có nghĩa là chấp nhận mà thôi. Có nhiều người nói rằng tôi tin Chúa, tôi chấp nhận Chúa, cái gì tôi cũng tin cả. Nhưng mà tin không phải chỉ là chấp nhận mà thôi, hay là theo đạo. Nhưng đức tin có nghĩa là ký thác, có nghĩa là tin cậy, có nghĩa là dấn thân, có nghĩa là hoàn toàn sống cho cái đối tượng mình tin đó. Quý vị đã có đức tin thật như vậy không? Quý vị và tôi được gọi là những người trung tín, là những người có đức tin, nhưng chúng ta có đức tin thật nơi Chúa hay không? Và cái chữ trung tín cũng có mang ý nghĩa là trung thành, quyết tâm không bỏ cuộc, không tin Chúa nữa vời. Mỗi tối thứ tư khi học Kinh Thánh tại đây, tôi gọi những người đến học Kinh Thánh tối thứ tư là những môn đồ trung tín. Họ thật sự đã trung tín trong việc học lời Chúa và cầu nguyện hàng tuần. Không phải quý vị không đi học Kinh Thánh tối thứ tư là không trung tín, không phải như vậy. Quý vị phải trung tín trong việc học lời Chúa, dành thì giờ tương giao với Chúa, sống theo lời Chúa mỗi ngày. Nhưng mà quý vị cũng nên dành thì giờ đến học lời Chúa và cầu nguyện với các con cái khác của Chúa nữa. Trung tín trong sự theo Chúa, học hỏi lời của Ngài. Chúng ta là ai? Là thánh đồ, là những người trung tín. Là thánh đồ, là những người trung tín. Vì vậy chúng ta hãy sống như thánh đồ, hãy sống làm những người trung tín. Ghi nhớ hai điều này: mình là thánh đồ, mình là những người trung tín.
thì chúng ta mới có thể hiểu và tận hưởng những điều tiếp theo mà sứ đồ Phao-lô gọi là phước thiêng liêng. Ngợi khen Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Những điều chúng ta sẽ học tới đây là những phước thiêng liêng. Chúng ta sẽ không cảm nhận đây là phước cho đến khi nào chúng ta thật sự là thánh đồ, thật sự là những người trung tín ở trong Chúa. Những điều mà Phao-lô nói tiếp theo được gọi là phước thiêng liêng ở trong hai ý nghĩa. Trước hết đây là những ân phước thuộc phạm vi tâm linh đối với vật chất. Theo ý quý vị thì thế nào là phước? Thế nào là một người được phước? Trong cái nhìn của con người thì một người giàu có, dư dật, con cháu đầy đàn, có danh vọng, có chức tước, đó là phước. Và đó là những người, đó là những điều mà con người thường đeo đuổi tìm kiếm để được phước. Là người tin Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng ơn phước tâm linh, những điều thuộc phạm vi tâm linh mới là ơn phước thật, vì nó bền vững lâu dài. Những gì mà tai nghe mắt thấy là những gì sẽ chóng qua, những gì mắt không thấy được mới là điều trường tồn vĩnh cửu. Vì vậy, ơn phước thiêng liêng là những điều có thể người đời không thấy đó là phước, nhưng chúng ta là con cái của Chúa, đây thấy đây mới thật là ơn phước thật, cả trong đời này và đời sau. Chúng ta không tìm kiếm những ơn phước chóng suy tàn ở trần gian này, nhưng mà đeo đuổi những ơn phước có giá trị trường tồn, vĩnh cửu. Có một bài hát tựa đề là Thật hơn kim ngân châu báu là Chúa Giê-xu. Thì trong bài hát đó có câu như thế này: hơn tước vị vua Chúa toàn vinh hiển thế gian, mà xích tội khiêng vẫn còn mang. Dù là vua Chúa, dù là cả vinh hiển thế gian này ở trong tay của mình, mà vẫn còn mang xiềng xích tội nhân, vẫn còn chưa được tha thứ, vẫn chưa hưởng được ơn cứu rỗi của Chúa, thì không ích lợi gì cả. Một người nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì không ích lợi gì cả. Vì vậy ơn phước thiêng liêng là điều có giá trị vô cùng. Quý vị và tôi là những người được phước vô cùng, quý vị có biết không? Chúng ta không có thể không giàu có, không có danh vọng, không có tiếng tăm gì cả. Nhưng điều quan trọng nhất là trước mặt Chúa, tội lỗi chúng ta được tha, chúng ta được thanh tẩy, chúng ta là những thánh đồ, là những người trung tín trong Chúa. Đây là ơn phước thật. Ước mong rằng mỗi một quý vị sẽ thấy rằng đây là ơn phước thật mà mình đang có. Ý nghĩa thứ hai của ơn phước thiêng liêng là ơn phước đến từ Chúa Thánh Linh. Cái chữ thiêng liêng ở đây mang ý nghĩa Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta. Nói như vậy có nghĩa là không ai khác có thể ban cho chúng ta. Chúng ta không thể tìm được phước này ở một nơi nào khác, không thể bỏ tiền ra mua được. Nhưng mà chính Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta. Đây là ơn phước thiên thượng, không phải đến từ trần gian này. Trần gian này không thể ban cho chúng ta. Như vậy, ơn phước thiêng liêng là ơn phước tâm linh, không phải vật chất. Ơn phước thiêng liêng là ơn phước đến từ Chúa Thánh Linh, không phải của trần gian. Vậy thì ơn phước thiêng liêng bao gồm những điều gì? Phao-lô mô tả ơn phước thiêng liêng này trong câu 3 cho đến câu 14 của Ê-phê-sô đoạn 1. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 đến câu 14, 12 câu này ở trong nguyên văn là nguyên cả một câu dài, chỉ có một câu ở trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp mà thôi. Có thể nói là sứ đồ Phao-lô tràn đầy lời Chúa, tràn đầy Chúa Thánh Linh thúc đẩy tuôn ra lai láng những lời đầy phước hạnh. Người thư ký của ông Phao-lô có lẽ viết không kịp những gì mà ông nói ở đây. Giống như là như thác đổ, như nước đổ ra, viết liên tục. Đây chẳng những là một câu dài, nhưng mà mỗi lời, mỗi tiếng của Phao-lô mô tả ở đây thật là phong phú, thật là giàu, như là không có bút mực nào tả xiết. Ông còn muốn nói thêm nữa. Ông cứ phải thêm chữ để mô tả. Quý vị xem với tôi. Khi nói đến phước thiêng liêng, ông nói rằng đủ mọi thứ phước thiêng liêng. Chẳng những nói rằng Ngài xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ phước thiêng liêng, mà là đủ mọi thứ phước thiêng liêng. Rồi ông thêm vào đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Thì khi nói về sự nên thánh, ông nói là nên thánh không chỗ trách được. Rồi trong câu 7 khi nói về ân điển, ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo ân điển Ngài, không theo sự dư dật của ân điển Ngài. Ân điển đã là nhiều rồi, mà nó là sự dư dật tràn đầy của ân điển. Có thể nói như thế này, chúng ta phải ngụp lặng ở trong cái dòng sông ân sủng của Chúa mà Phao-lô mô tả trong phân đoạn Kinh Thánh này. Và ba cái điểm chính của ơn phước thiêng liêng mô tả trong phân đoạn này là
Quý vị có thời gian bài. Thứ nhất, Đức Chúa Cha chọn chúng ta. Thứ nhì, Đức Chúa Con cứu chúng ta. Và thứ ba, Đức Thánh Linh chứng cho chúng ta. Đức Chúa Cha chọn, Đức Chúa Con cứu và Đức Thánh Linh chứng. Tại sao lại chọn? Tại sao lại cứu? Tại sao lại chứng lại là ơn phước thiêng liêng? Chúng ta sẽ xem từng phần một để thấy rõ. Trước hết, Đức Chúa Cha chọn chúng ta. Chúng ta thấy điều đó trong câu 3 cho đến câu 6. Quý vị xem lại với tôi, thư Ê-phê-sô đoạn 1, câu 3 cho đến câu 6. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Những câu tôi vừa đọc là một lời ca ngợi. Ca ngợi Chúa về những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Những điều mà Chúa làm cho chúng ta đến từ ba ngôi Đức Chúa Trời. Trước hết là Đức Chúa Cha chọn chúng ta. Có ba điều về việc Đức Chúa Cha chọn chúng ta. Ba câu hỏi chúng ta trả lời buổi sáng hôm nay là: Chúa chọn chúng ta khi nào? Chúa chọn chúng ta như thế nào? Và Chúa chọn chúng ta để làm gì? Chúa chọn chúng ta khi nào? Chúa chọn chúng ta như thế nào? Và Chúa chọn chúng ta để làm gì? Với mục đích gì? Trước hết, Chúa chọn chúng ta khi nào? Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Trước khi sáng thế là khi nào? Trước khi sáng thế là khi chưa tạo thành trời đất, là khi chưa có gì cả. Đức Chúa Trời chọn chúng ta trước khi sáng thế, cho thấy quyền tối thượng và tuyệt đối của Chúa. Và đồng thời cũng cho chúng ta thấy rằng việc mà Chúa lựa chọn chúng ta không dựa vào một căn bản nào của chúng ta cả. Trước khi sáng thế đã có chúng ta chưa? Thì Chúa dựa vào cái gì mà Chúa chọn chúng ta? Chúa dựa vào quyền tối thượng của Ngài. Không phải là vì chúng ta tài giỏi, thánh thiện hay có lòng tốt, lòng sung kính mà Chúa chọn chúng ta. Không phải một điều gì cả. Chúa chọn chúng ta từ khi chúng ta chưa hiện hữu, cho thấy rằng cái việc mà Chúa chọn chúng ta không dựa vào bất cứ điều gì nơi bản thân chúng ta. Tất cả đều đến từ ân sủng của Chúa. Sứ đồ Phaolô nói ở trong Roma đoạn 4, câu 4 như thế này: Đối với kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho người. Nếu chúng ta làm một điều gì đó thì Chúa phải trả nợ chúng ta. Nhưng mà chúng ta không làm gì cả, đó là ân sủng của Chúa ban cho chúng ta. Nếu nhờ làm một điều gì đó hay là Chúa thấy một điều gì tốt nơi chúng ta mà Chúa chọn, thì chúng ta có thể nói rằng nhờ chúng ta mà Chúa chọn. Nhưng bởi vì Chúa chọn chúng ta từ trước khi sáng thế, từ khi chúng ta chưa có mặt ở trên trần gian này, cho nên việc Chúa chọn chúng ta hoàn toàn là do Chúa quyết định. Quý vị nhớ hồi nhỏ khi chơi những trò chơi, mấy em hay chơi gọi là chơi bắt phe đó, đánh 1-2-3 rồi bắt phe, anh này phe này phe kia, quý vị biết chơi cái đó nhá. Có những người mà dở đó, không có được người khác bắt phe, phải đứng một bên, nó buồn lắm. Chúa cũng chọn chúng ta không phải là dựa chúng ta tài giỏi mạnh hay một cái điều gì đó, mà Chúa bắt chúng ta về phe với Chúa. Chúa chọn chúng ta. Chúa chọn chúng ta từ trước khi sáng thế. Vậy thưa quý vị, sự việc quý vị được ngồi tại đây, được làm con cái của Chúa, chúng ta được thờ phượng Chúa, không phải là vì một cái điều gì này chúng ta đâu, mà vì Chúa yêu thương, bởi ân sủng của Chúa, bởi quyền của Ngài Chúa chọn chúng ta. Ta kể người này là con của ta. Chúa chọn chúng ta theo ý muốn của Ngài. Tạ ơn Chúa về việc Chúa đã chọn chúng ta từ trước khi sáng thế. Nhưng mà Chúa chọn chúng ta như thế nào? Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Trong Đấng Christ. Trong Đấng Christ hay là trong Chúa hay là trong Ngài là một cái thành ngữ để nhắc đi, nhắc lại rất là nhiều lần trong thư Ê-phê-sô. Và cái chữ trong Đấng Christ
nói lên hai điều. Thứ nhất là qua Chúa Giê-xu, và thứ nhì là liên kết với Chúa Giê-xu. Qua Chúa Giê-xu và liên kết với Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Đấng Christ, nghĩa là song song với chương trình sáng tạo của Đức Chúa Trời tạo dựng con người chúng ta, là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua cái chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Đức Chúa Trời tạo dựng thế giới, vũ trụ, vạn vật, tạo dựng nên con người chúng ta, và song song cùng một lúc với cái chương trình sáng tạo đó là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Và chương trình cứu rỗi Đức Chúa Trời cho chúng ta là qua cái chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Vì vậy, Chúa chọn chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là nhờ cái chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá mà chúng ta được tha tội và được cứu rỗi. Và hôm nay chúng ta đã cùng nhau dự tiệc thánh, nhắc lại ơn cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng ta. Quý vị để ý thấy niềm tin của chúng ta luôn luôn nhắc đến sự chết của Chúa. Cái chết của Chúa là mở một con đường mới. Không có cái chết của Giê-xu, không có thập tự giá, chúng ta không có sự cứu rỗi. Bởi vì đó là cái giá của tội lỗi, Đức Chúa Trời thánh khiết phải trừng phạt tội lỗi, và chỉ có cái chết của Giê-xu mới có thể giải quyết vấn đề tội lỗi cho chúng ta. Đức Chúa Trời trong quyền năng tối thượng của Chúa, Chúa biết Chúa sẽ tạo dựng chúng ta, Chúa biết con người sẽ phản loạn chống lại Chúa, và vì vậy Đức Chúa Trời cũng chuẩn bị chương trình cứu rỗi của Ngài qua Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không thể chọn quý vị và tôi nếu không có sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu. Chọn chúng ta trong Đấng Christ là như vậy, là qua Chúa Giê-xu và bởi đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu, chúng ta được liên kết với Ngài. Sự hiện hữu của con người trên trần gian này là một vấn đề quan trọng mà người ta đặt câu hỏi suốt mọi thời đại. Các triết gia luôn luôn đặt ba câu hỏi này: tôi từ đâu đến, tôi sống trên đời này để làm gì, và chết rồi tôi sẽ đi về đâu. Tôi từ đâu đến? Câu hỏi này sẽ không thể nào trả lời được cho đến khi chúng ta liên kết công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời với chương trình cứu rỗi của Ngài. Tôi xin nhắc lại: chương trình sáng tạo của Chúa và chương trình cứu rỗi của Ngài. Sáng tạo là Chúa tạo dựng chúng ta, và cứu rỗi là Chúa cứu chúng ta. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta và có chương trình cứu rỗi chúng ta để chúng ta có thể làm rạng danh Ngài. Thưa quý vị, có thể nói không có Chúa Giê-xu thì chúng ta cũng không được chọn nữa. Bởi vì Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Đức Chúa Trời chọn chúng ta cùng với chương trình cứu rỗi của Ngài. Do đó có thể nói như thế này: sáng tạo và cứu rỗi đi chung với nhau. Nếu chúng ta nói là chúng ta tin có một ông trời tạo dựng nên vũ trụ này mà không tin Chúa Giê-xu là đấng chịu chết vì tội chúng ta, đức tin của chúng ta không hoàn toàn và không đủ. Đức Chúa Trời tạo dựng cũng là Đức Chúa Trời cứu rỗi. Tin Chúa tạo dựng cũng có nghĩa là tin Chúa cứu rỗi. Và nhờ đó chúng ta có thể trả lời hai câu hỏi còn lại của đời sống. Câu hỏi thứ nhất là tôi từ đâu đến? Câu hỏi thứ nhì là tôi sống trên đời này để làm gì, và chết rồi tôi sẽ đi về đâu? Tôi từ đâu đến? Đó là câu hỏi sáng tạo. Chúa tạo dựng nên tôi. Tôi sống trên đời này để làm gì, và chết rồi sẽ đi về đâu là câu hỏi cứu rỗi. Tôi sống trên trần gian này là để làm rạng danh Chúa, bởi vì Chúa tạo dựng nên tôi để người ta có thể biết Đức Chúa Trời thực hữu qua đời sống của chúng tôi. Và tôi sẽ về trong nước Chúa đời đời qua chương trình cứu rỗi của Chúa Giê-xu đã thực hiện bằng cái chết của Ngài trên thập tự giá. Thưa quý vị, đây là toàn bộ đức tin của chúng ta. Đức tin của chúng ta không phải làm điều gì tầm thường, nhỏ bé, không phải là theo đạo, không phải là đi nhà thờ. Nhưng đức tin của chúng ta là cả một lý tưởng sống. Đức Chúa Trời chọn chúng ta từ trước khi sáng thế. Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu để chúng ta được làm con cái của Chúa, để chúng ta làm rạng danh Chúa, và để bảo đảm cho sự sống đời đời của chúng ta. Sự sống đời này rồi sẽ chấm dứt, tất cả những giá trị rồi sẽ tàn phai không còn gì cả. Chỉ có sự sống đời đời, kiếp kiếp, mãi mãi, đó mới là sự sống thật. Và quý vị và tôi, chúng ta được chọn trong nước của Chúa, đó là điều chúng ta đang đeo đuổi, đó là điều chúng ta đang có, và đó chính là ơn phước thiêng liêng mà Chúa ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời chọn chúng ta từ trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu. Nhưng mà Đức Chúa Trời chọn chúng ta với mục đích gì, để làm gì? Có ba mục đích mà lời Chúa cho chúng ta thấy ở tại đây. Thứ nhất, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, trong câu 4 phần B. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.
Mở đầu lá thư sứ đồ Phao-lô gọi chúng ta là gì? Thánh đồ. Bây giờ Phao-lô cho thấy rằng Chúa chọn chúng ta để chúng ta làm thánh đồ, để làm nên thánh không cho trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Thánh như chúng ta đã biết là biệt riêng ra cho Chúa. Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta là để biệt riêng chúng ta ra khỏi trần gian tối tăm tội lỗi này. Có bao nhiêu người vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi, trần gian này vẫn tiếp tục sống trong tội. Tại sao chúng ta được sống đời sống thánh khiết này? Dĩ nhiên chúng ta cũng có những lúc lầm lỗi phạm tội, nhưng chúng ta không tiếp tục sống trong tội lỗi. Đó không phải là thói quen của chúng ta. Chúng ta được Đức Chúa Trời chọn và gọi để sống một đời sống trong sạch thánh khiết cho Ngài. Câu hỏi là, quý vị có đang sống đời sống thánh khiết đó không? Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta đang trong Đấng Christ đang làm gì? Đang làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ngài. Chúa gọi chúng ta để chúng ta sống đời sống biệt riêng thánh khiết cho Ngài. Nghe chữ thánh khiết ai cũng sợ, tôi đâu phải là ông thánh, tôi là người thường, đúng, chúng ta là người thường thật. Nhớ thánh là biệt riêng ra cho Chúa, sống đời sống với mục đích mà Chúa đã dành cho chúng ta. Hôm ở hội đồng tôi giảng Ê-phê-sô đoạn 4 nói về chúng ta là người tin Chúa phải ăn ở xứng đáng thích hợp với tiếng gọi của Chúa. Và sống thích hợp với tiếng gọi, sống xứng đáng đó là sống yêu thương, sống khiêm nhường, sống hòa thuận, sống trong sạch. Hãy xét lại đời sống của mình. Mình có sống yêu thương không? Mình có sống khiêm nhường không? Mình có sống hòa thuận không? Mình có sống trong sạch không? Đó phải là mục tiêu mà chúng ta đeo đuổi để sống mỗi ngày. Và Chúa giúp chúng ta làm được điều đó. Quý vị và tôi được Đức Chúa Trời kêu gọi và lựa chọn để sống nếp sống đó. Quý vị và tôi hãy sống nếp sống yêu thương, vui mừng, khiêm nhường, hòa thuận. Và cùng với nếp sống thánh khiết, Phao-lô nói không chỗ trách được. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh, chẳng những nên thánh mà là không chỗ trách được. Làm sao mà tôi sống không chỗ trách được? Cái chữ không chỗ trách được đây là cái chữ dùng cho các con sinh tế được dâng lên cho Chúa, thầy tế lễ phải khám, không có tì vết, không có gì hết á, được dâng cho Chúa. Và nói như vậy có nghĩa là cái gì ở bề ngoài, đây là nói những gì mà người khác thấy nơi chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta đang sống đời sống một người tin Chúa, có một người được chọn, có một người thánh đồ, nhưng mà chúng ta đang sống như thế nào? Nhìn vào chúng ta, người khác có lý do để chê bai, để chế nhạo, để chê cười đạo của Chúa không? Chúng ta có phải là người không chỗ trách được khi người khác nhìn vào chúng ta không? Như đã nói lúc nãy, tội lỗi lộng hành người ta chống đối Chúa. Chẳng những vì bản tính tội lỗi trong con người, nhưng thưa quý vị, cũng chính vì đời sống của những người mệnh danh là thánh đồ đã không sống đúng với tiếng gọi của mình, đã sống mà người ta có thể trách được, người ta có thể chê bai đạo của Chúa khi nhìn vào đời sống của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa về sự lựa chọn và kêu gọi của Chúa. Vì vậy chúng ta đừng quên hãy sống thế nào xứng đáng với tiếng gọi đó. Bởi vì đó là lý do đầu tiên Chúa kêu gọi chúng ta. Chúa kêu gọi chúng ta để làm gì? Để sống thánh khiết, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là mục đích đầu tiên Chúa chọn chúng ta. Mục đích thứ hai Đức Chúa Trời chọn chúng ta là cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài trong câu thứ 5. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ theo ý tốt của Ngài. Được trở nên con nuôi của Ngài. Có lẽ chúng ta không thích chữ con nuôi. Sao Chúa không nhận mình làm con thiệt, làm con nuôi? Thưa quý vị, thật ra cái chữ con nuôi là con thật trong ý nghĩa của danh từ này ở trong thời Tân Ước. Adoption. Hay nhận làm con trong xã hội La Mã thì bây giờ là kể cái người được nhận làm con với tất cả quyền lợi như con ruột. Thật ra cái chữ con nuôi ở trong nguyên văn là cái chữ quyền làm con hay là tình trạng làm con, sonship. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền làm con của Ngài. Chúa chọn chúng ta để chúng ta được làm con của Chúa như Giăng đoạn 1 câu 12 nói rằng nhưng hay ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Quý vị và tôi, tất cả nhân loại là tạo vật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta, cho nên trong ý nghĩa đó tất cả chúng ta đều là con của Chúa cả. Nhưng vì tội lỗi, cái quyền làm con của chúng ta đã mất. Chúng ta giống những người con đã từ bỏ cha của mình, chống lại cha của mình, đi con đường lạc mất. Chúng ta đã khước từ Thiên Chúa.
Như tôi đã nhiều lần nói rồi, tôi không hiểu tại sao người ta có thể chống Chúa, ghét Chúa đến cái độ vậy. Chúa đã tạo dựng đến mình mà ta vẫn tiếp tục chống Chúa. Và vì vậy chúng ta trước kia cũng không phải là con của Chúa, nhưng khi chúng ta tín nhận Chúa, Chúa chọn chúng ta để chúng ta được làm con của Ngài. Và khi tín nhận Chúa, quyền làm con của chúng ta mới được phục hồi. Chúng ta được ở trong nhà của cha chúng ta. Quý vị nhớ chuyện người con hoang đàng không? Con hoang đàng khi bỏ nhà ra đi, mất cái quyền làm con, khi trở lại người cha vui mừng đón tiếp và nhận đứa con hoang đàng trở về làm con. Quý vị và tôi cũng giống như vậy. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn lại hình ảnh của người anh ở trong câu chuyện đó nè. Người anh đó ở đâu? Ở trong nhà. Có phải là con không? Nhưng mà người đó không có biết cái danh phận làm con của mình. Than phiền. Con ở trong nhà cha, sau nay mà cha không cho con một con dê con để làm thịt đãi cho bạn. Người đó là con mà không biết tất cả những cái quyền lợi, những cái phước hạnh của người con trong Chúa. Có thể nào chúng ta là con của Chúa mà không biết những ơn phước đó không? Chúa ban chúng ta những ơn phước được tha thứ tội lỗi, được tận hưởng Ngài. Chúng ta phải biết được trở nên con của Chúa là một ơn phước vô cùng lớn lao mà Chúa dành cho chúng ta. Và cuối cùng, Phaolô cho thấy Đức Chúa Cha đã chọn chúng ta là để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài trong câu 6. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, thứ nhất đặng làm nên thánh, thứ nhì được trở nên con nuôi, và thứ ba để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài. Để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài. Thưa quý vị, đây là mục tiêu tối hậu của việc Chúa chọn chúng ta. Và để ý, quý vị thấy điều này để nhắc đi nha, hai lần nữa trong câu 12 và 14. Câu 12, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Và trong câu 14, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Đức Chúa Cha chọn chúng ta, Đức Chúa Giê-xu cứu chúng ta và Đức Thánh Linh chứng cho chúng ta chỉ với một mục đích là để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài. Khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài nghĩa là gì? Cái chữ vinh hiển trong Kinh Thánh thường nói đến sự mạc khải hay là sự trình bày của Chúa. Vinh hiển của Chúa cho thấy Chúa là đấng như thế nào. Lúc nãy trong bài hát mà chúng ta hát ở trong bản tiếng Anh là Your Presence, trong bản tiếng Việt dịch là vinh hiển, đúng như vậy. Sự hiện diện của Chúa chính là vinh hiển của Ngài. Quý vị xem với tôi một vài câu Kinh Thánh để thấy rõ điều này. Xuất Ai Cập ký đoạn 33 câu 18. Xuất Ai Cập ký đoạn 33. Khi ông Môi-se muốn nhìn xem Chúa, và đây là Chúa nói với ông. Xuất Ai Cập ký đoạn 33 câu 18. Môi-se thưa rằng: "Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài." Và câu 19, Đức Giê-hô-va phán rằng: "Ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi, làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót." Và đoạn tiếp theo 34, câu 30, câu 5, câu 6. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. Sự hiện diện của Chúa, vinh hiển của Chúa. Ngài đi ngang qua mặt người hô rằng: "Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thật, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời." Sự vinh hiển của Chúa là nói sự hiện diện của Chúa, là nói đến sự nhân từ công chính của Ngài. Trong bài hát Vạn Lời Ca Ngợi, tác giả bài hát này viết như thế này: "Giàu ơn yêu thương, tâm Ngài khoan dung nhân từ, là vua cao minh tràn đầy bao ái đức. Vì cha yêu thương nên lòng con luôn hát chúc tôn, vạn lần lòng này nguyện ngợi tôn Chúa nhân từ." Thưa quý vị, sự vinh hiển của Chúa là bản tính của Chúa thể hiện, lộ ra. "Your name is great. You are slow to anger, you are rich in love, and your heart is kind." Thưa quý vị, vinh hiển của Chúa là tất cả những cái mỹ đức của Chúa phải lộ ra. Và Chúa chọn chúng ta, Chúa cứu chúng ta là để làm gì? Để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài. Nói như vậy có nghĩa là gì? Là qua đời sống của chúng ta, người khác sẽ thấy sự vinh hiển
của ân điển Ngài. Qua đời sống của chúng ta, người ta sẽ thấy Ngài là đấng khoan dung, nhân từ, tràn đầy bao ái đức. Vấn đề là người khác có thấy điều đó hay là không? Qua đời sống của chúng ta, người khác phải nhìn thấy vinh hiển của Chúa nơi chúng ta. Khi người khác thấy ân sủng của Chúa qua đời sống của chúng ta, đó là chúng ta làm vinh hiển danh Chúa, là bày tỏ vinh hiển Ngài. Quý vị thấy rõ điều đó không? Tại sao Chúa chọn chúng ta? Chúa chọn chúng ta là để làm nên thánh không chỗ trách được. Chúa chọn chúng ta là để làm con của Ngài và trên hết, Chúa chọn chúng ta là để chúng ta tỏ bày vinh hiển của Ngài. Tỏ bày Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, là Đức Chúa Trời nhân từ, là Đức Chúa Trời thánh khiết. Và qua đời sống chúng ta, và thưa quý vị, dựa vào thư Ê-phê-sô, chỉ qua đời sống của chúng ta, qua hội thánh của Ngài, mà trần gian này mới thấy được vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đời sống của chúng ta có làm vinh hiển danh Chúa không? Người khác có thấy ân sủng của Đức Chúa Trời nơi chúng ta không? Hay nhìn vào đời sống của chúng ta, người khác thấy một cái điều gì đó? Qua quý vị, người khác có thấy Đức Chúa Trời mà chúng ta tin là Đức Chúa Trời giàu ơn yêu thương, khoan dung nhân từ, tràn đầy ái đức hay là không? Hay là nhìn vào đời sống chúng ta, người ta sẽ nói rằng tin Chúa như người đó tôi sẽ không bao giờ tin cả. Chúng ta có thật sự để cho đời sống của mình khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài hay là không? Buổi sáng hôm nay chúng ta được nhắc nhở mình là thánh đồ, là người trung tín, là người được chọn. Vì vậy chúng ta hãy sống xứng đáng với sự kêu gọi và sự lựa chọn của Chúa. Thưa quý vị, đó là ơn phước thật mà Chúa dành cho chúng ta. Tuần tới chúng ta sẽ học hai ơn phước còn lại từ nơi Chúa Giê-xu và Chúa Thánh Linh. Nhưng mà trong tuần lễ này, hãy sống mỗi ngày xứng đáng với ơn phước mà Chúa dành cho chúng ta. Hãy nhắc mình mỗi ngày trong tuần lễ sắp tới đây. Thứ nhất, tôi là người thánh đồ. Thứ nhì, tôi là người được chọn. Tôi được Đức Chúa Trời chọn từ trước khi sáng thế để sống làm vinh hiển danh Chúa, để người khác thấy Chúa qua đời sống của tôi mỗi ngày. Xin chúng ta cùng đứng.